Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì như đây trong clip thì anh em cũng thấy rồi, đây là chiếc Z9. Thì hôm nay á, Z9 này của một người anh của Minh đã xem kênh của Minh rất là lâu rồi. Thì người anh đó muốn đặt cái con Z9 này, muốn lấy con Z9. Và người anh này muốn bảo trì bảo dưỡng nhà thay nhớt nó luôn, là Minh làm luôn cho người anh này rồi lát nữa mình giao xe luôn. Sẵn tiện Minh quay là để cho anh em hướng dẫn anh em rồi thay nhớt cho con Z9 luôn ha. Đó, sẵn có clip có dịp thì mình quay luôn cho anh em xem. Đó, con Z9 mình chuẩn bị giao cho người anh nè. Chỉ cần chuyển cọc cho mình thôi rồi mình gửi xe luôn cho ảnh. Đó, rồi. Ok anh em ha. Định thay nhớt Z9 nhưng mà đang vệ sinh xe cho hai anh em ở xa. Đó, này ở Bình Chánh nè anh em. Đó, để mình vệ sinh xong hai con này thì mình sẽ tiến hành thay nhớt của cho con Z9 nha anh em. Nay mình vệ sinh xe rất là kỹ luôn. Những chiếc xe này là đã từng mua ở bên mình rồi. Xong rồi sau này mình quay lại mình để vệ sinh xe nha anh em. Từ A tới Z luôn, vệ sinh xe, thay nhớt này nọ kia khác luôn anh em. Ok chưa? Z3 này lên cái bô đẹp lắm nè anh em. Z3 này lên cái bô đẹp lắm. Nghe ấm lắm anh em. AK ấm lắm. Lên luôn cái tay dắt nè. R15 này trước cũng mua bên mình rồi. Hiện tại đang vệ sinh. Đây đang vệ sinh xe nè. Đó. Sáng sớm uống sữa sớm mày thôi. Cầm ly lên uống anh chụp tấm hình thôi. Chụp tấm hình làm thumbnail thôi. Đó này vệ sinh nè, mình tẩy bằng cái dung dịch nha. Cẩn tiện quay cho anh em biết luôn quá trình mình vệ sinh xe thế nào. Thì anh em mua xe rồi của mình á, thì một con như vậy á là chỉ có 50k thôi nha anh em. Lấy lại cái tiền dung dịch thôi. Tại xe này trước mình bán ra cho anh em và để cho anh em đi cho nó kỹ anh em. Cửa ngoài nó sẽ không kỹ bằng mình làm. Cái gì cũng phải tự tay mình làm thì mình mới an tâm nha anh em. Này đi mấy bữa trời mưa rồi anh em, đi lâu rồi qua đây vệ sinh. Anh em xem kênh YouTube cũng được vệ sinh xe nha. Rồi anh em, sau thời gian xử lý xe của mấy anh em trước thì mình qua con này Z9 có bộ độ đầy đủ luôn. Đó, đồ zin còn nha anh em. Thì Z9 khi mà anh em thay nhớt á, thì anh em thay ở chỗ này, đây có ốc nhớt đây. Đó anh em thấy không? Ốc nhớt nằm chỗ đó, đó, đó. 17. Em thấy chưa? Đó. Rồi. Anh em xả ra. Coi chừng rớt cái lông đền kìa. Đó, anh em dùng cái ống tiếp 17 nha anh em. Hay là cái gì đó, 17 là được. Đây đưa cho anh em xem, đó. Đây. 17. Là anh em có thể mở được nha anh em. Có thể thay tại nhà được, hoặc là anh em tới đây mình thay cho. Đó, cái này thì mình dùng lực nó sẽ nhẹ hơn thay vì anh em dùng những cây clê tu vít gì đó. À, con này á là dung tích nhớ của nó là 3.6 nha anh em, thay lọc là 3.7. Chèn không ta, cái khay này chèn không? Vừa đủ luôn. Nói thêm anh em, nhớt nó vẫn chưa có quá đen, vẫn còn đã đúng không? Còn ok, nhưng mà mình muốn thay mới. Mình sẽ thay nó vào là nhớt. Vi 4 bình đó. Thay 4 bình này tầm 2 triệu anh em. Anh em thấy rác tiền không? Tầm 2 triệu. Một lần thay nhớt là 2 triệu. Xe rất là đẹp nha anh em. Chủ yếu quay là để cho anh em anh mua xe này anh thấy nè. Hồi tối là anh qua chốt cọc luôn anh em, nhanh gọn lẹ. Xe này anh khoái cái vỏ nó, vỏ mới tinh luôn. Anh em nào qua cũng chầm trồ cái vỏ này hết. Mấy anh em qua mình chơi á, ai cũng chầm trồ cái vỏ xe này hết. Đẹp, mới.
qua là mấy anh em hay lấy tay rờ vỏ nè. À, bây giờ sẽ đổ tiền vào xe nè anh em. Đổ 2 triệu vô xe nè. À, thấy không? Thì mình đã đi xe xịn rồi, mình tiếc gì tiền để mình vô nhất xịn nữa anh em, đúng không? Đã đi xe xịn rồi còn tiếc chi mà không vô nhất xịn đó. Tiếp. Cái này màu đẹp ha. Đây ba rất dây lên nè. Này phải gỡ đây nè, nó có cái đồ gỡ đây nè. Đó, ba lớp giấy nè, phải đồ gỡ đây. Rồi ok, mình không có quảng cáo cho nhất này nên không quay nhiều. Chủ yếu là thay nhớt thôi ba. Đó. Rồi. Đổ nhớt xong chuẩn bị giao xe thôi. Với chính về với chủ. Đổ lẹ đi, tiếc tiền hả? Rồi, vậy xong nha anh em. Bị ra quay một clip beauty cho em đó. Bye bye với chính nha.